Vâng, xin chào các bác, quay trở lại với lại trung tâm Auto nhá. Hôm nay chúng tôi về một chiếc siêu phẩm Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp đời 2021, form 2022 các bác nhá. Chiếc này trên thị trường bây giờ là không có xe. Đấy, thế nên là các bác nào xem video này mà đang tìm chiếc xe giá thấp thì xin lỗi, các bác đừng xem nữa. Vì bên em giá xe đắt nhất thị trường và chỉ bán xe đẹp thôi. Tiền nào của đấy các bác nhá. Chiếc này thì đời 2021 này, màu trắng, ngọc trai. Đấy, biển Hà Nội, biển rất đẹp. Nếu các bác nào ở Hà Nội thì chỉ việc sang tên thôi. Hoặc là mình chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán, đi luôn, không bất bất cứ tiền phí nào nữa. Bạn cameraman đi vòng quanh để các bác nhìn thấy chất xe nhá. Nguyên bản hết các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Bản này là bản cao cấp nên là trang bị cam 360 đầy đủ. Đấy, hệ thống radar ở đằng trước này. Còn bản đặc biệt ấy, nó cũng không khác gì bản cao cấp, nhưng mà bản đặc biệt sẽ không có cam 360 các bác nhá. Không có cam 360, không có radar, không có HUD, là cái kính HUD km khi anh em mình đi đấy. Đây. Còn ngoài ra bản cao cấp và bản đặc biệt giống hệt nhau về mâm xe nhá. Giống hệt nhau. Đấy. Có một bản tiêu chuẩn là hơi khác thôi. Đây. Chủ cũ thì cũng rất dân chơi. Dán luôn phim cách nhiệt XPEL. Nếu bác nào tìm hiểu phim cách nhiệt thì đây cũng một trong thương hiệu đắt, rất đắt, đắt hàng đầu luôn. Đây, cốp điện. Đây, mời các bác xem không gian bên trong. Đẹp long lanh luôn. Đây, sơ cua nhá. À quên, xin lỗi các bác nhá, sơ cua ở bên dưới. Đây, sơ cua nhá. Rồi, chỗ này là khu vực kích với lại hỗ trợ anh em. Đây, toàn bộ không gian đây. Hàng ghế thứ 3 nhá. Đây là một chiếc xe 5 cộng 2 mà. Nên hàng ghế thứ 3 sẽ là hơi chật đối với các nào mà to cao. Thì thường là chỉ dành cho những em thiếu nhi thôi. Đấy, ngồi đằng sau để cho nó rộng rãi. Đây, tiếp theo là không gian phía bên tay trái. Bên này tay trái hay tay phải nhỉ? Tôi là hay bị lẫn về không gian tí, các bác thông cảm nhá. Mời các bác xem chi tiết. Chiếc xe này không có gì để kiểm tra về keo chỉ hay là đâm đụng ngập nước, vì cái đấy là tiêu chuẩn bắt buộc của trung thường Auto khi bán một chiếc xe ra bên ngoài các bác nhé. Nếu các bác mà phát hiện là xe đâm đụng ngập nước hoặc là thủy kích thì bên em hoàn toàn chịu mọi chi phí và trả lại hết tiền cho các bác nhé. Tiêu chí hàng đầu bên em là chỉ bán xe đẹp. Đấy. Còn những các bác hỏi là chất xe có lỗi gì không? Lỗi ở đây các bác hỏi là xe đâm đụng tai nạn ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis thì chắc chắn là không bao giờ trung thường Auto bán. Có những trường hợp mà chúng tôi không ai nhập phải những chiếc xe lỗi, nhập cả nghìn xe thì lỗi một vài xe là chuyện hết sức bình thường, thì những trường hợp đấy là chúng tôi bán cắt lỗ luôn cho những bên khác chuyên bán xe lỗi, còn lại là trung thường Auto sẽ không kinh doanh dòng xe đấy vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái thương hiệu về sau đấy. Thế nên là chúng tôi chỉ kinh doanh xe đẹp, và xe đẹp thì không bao giờ có giá rẻ các bác nhé. Và giá của trung thường Auto là một trong nơi đắt nhất thị trường. Đây, mời các bác vào cái khu vực bên ghế phụ này. Đấy, nhìn chất ghế là các bác biết đẹp hơn ngọc trinh luôn, thậm chí là chủ cũ chưa thèm lột ni lông nhé các bác nhá, chưa thèm lột ni lông. Đấy, em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết luôn. Đây, ni lông ở đây chưa lột này. Đấy, khu vực này cũng còn nguyên ni lông này. Khu vực màn hình còn nguyên ni lông này. Đây, mặt trước này cũng ni lông này. Còn đây khu vực của kính HUD nhé các bác nhá. Đây là khu vực của radar nhá. Đó. Cửa sổ trời toàn cảnh nhá. Quên, phải khởi động máy đã. Bây giờ em sẽ khởi động máy một tí cho anh em lắng nghe. Ngoài ra chiếc này còn có thẻ từ các bác nhá. Xe mới chạy 4.300 cây các bác nhá. Mới chạy 4.300 cây. Đấy, hàng siêu siêu lướt. Đây. Tất cả ni lông còn nguyên này. Đó. Đây các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Chìa khóa đây. Chủ cũ cực kỳ cẩn thận luôn. Cái da này cũng tốn kém đấy. Hàng chất lượng đấy. Đây các bác nhé. Cửa sổ trời panorama. Đó. Hàng ghế đằng sau. Anh em mà tìm hiểu về San thì tôi cũng xin phép không giới thiệu quá nhiều. Nó đẹp vô cùng các bác này. Hiện tại là thị trường đang không có xe nữa các bác nhé. Trong khoảng chưa đến 2 tuần vừa rồi thì chúng tôi đã bán khoảng 6 chiếc Santa Fe dầu cao cấp. Đấy, form mới.
và đều bán trong, căng lắm là 2 ngày chiếc xe đấy trụ lại được 2 ngày ở salon. Còn lại có chiếc vừa về xong bán luôn. Đấy các bác nhìn thấy, mà giá chúng tôi bán rất cao nhá. Không phải vấn đề ở đây, không phải là câu chuyện về giá, mà vấn đề ở đây là chất lượng xe đem lại khi mà phục vụ khách hàng. Đấy. Nên là các bác nào thực sự quan tâm đến dòng xe này thì hãy liên hệ với Trung Tâm Auto qua số điện thoại bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.